Hai cả nhà, hôm nay mình hướng dẫn cả nhà cái món bánh bò nướng. Bạn mình yêu cầu mình rất là nhiều nhưng mà mình do là ngại trên màn ảnh nên mình không có làm được. Hôm nay mình lên quyết định làm cái clip này. Và 1 phần 3 bơ. Và thêm vào đó là 1 muỗng dầu dừa. Nắp vanilla. Vanilla của mình hết rồi. Mình bắt bếp vô. Mình nấu đường. Để lửa bị nhỏ thôi. Mình cho rất dừa vô liền luôn. Mình làm lẻ tay. Tại vì có một mình nên không có người cầm máy mình được, nên cả nhà thông cảm nha. Ok, mình đổ vô đây liền. Ok, cứ quậy cho tan hết, đường bếp vẫn mở, không cần phải sôi đâu. Chỉ mong là tan hết đường là được rồi. Thời gian đó bây giờ cả nhà. Ok, mình cho trứng vào. Ok, mình sẽ cho hai nắp vanilla. Cho nó vô liền để cho trứng nó không có bị hôi. Sau đó mình quậy đều lên. Mình lấy một cái sẩn, mình thì thích dùng cái nồi không dính này à, lấy cái sẩn cái gì cũng được hết á. Cái mình cho bơ, là lấy một ít bơ mình thoa đều cái nồi. Đó. Cái này giống như mình là cái nồi nhưng mà mình rất là thích nó, làm bánh nó rất là good. Trứng đã ngấm cỡ 5 phút rồi. Bây giờ mình cho nước dừa vào nha, nước dừa thật là nguội nha cả nhà. Đó, mình cho nước dừa vào. Nên nhớ nước dừa thật là nguội. Ok, mình cho cái nồi đó vào. Mình phải đậy đều nước dừa. Thấy không? Cho một muỗng màu á. Cái là hương của... hương của cái lá dứa, không có muỗng dung nha cả nhà, chỉ là hơn nửa muỗng chút xíu thôi. Đó, quậy một chiều cho mình nha cả nhà. Quậy một chiều thôi.